Đến với Art Innes, các bạn sẽ như lạc vào một không gian kỳ bí, huyền ảo bởi những tấm hình 3D khổ lớn sống động. Đừng quên ghé thăm bảo tàng Art Innes. Art Innes 3D Art Gallery là bảo tàng mỹ thuật kinh doanh xoay quanh chủ đề vật thể 3 chiều object và 3D painting xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Đến với Art Innes, các bạn sẽ được trải nghiệm tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc độc đáo, đắm chìm vào thế giới ảo giác như hội họa, lập thể, nội thất, với từng cung bậc cảm xúc lúc trầm, lúc bổng, lúc sợ hãi và đầy kinh ngạc không thua kém các bảo tàng tranh 3D nổi tiếng trên thế giới. Tranh 3D là loại hình nghệ thuật ứng dụng nguyên lý xa gần. Người họa sĩ sẽ vẽ lên các mặt phẳng như tường, trần, nền nhà, kết hợp đổ bóng cùng những màu sơn đa chiều. Dưới sự phản xạ của ánh sáng, tranh 3D tạo cảm giác cho người xem hiệu ứng chuyển động như thật khiến họ cảm giác chân thật và vô cùng sống động. Bảo tàng tranh 3D Art Innes là nơi tập hợp hàng trăm tác phẩm tranh được thực hiện bởi 15 họa sĩ người Hàn Quốc. Thế giới tranh 3D phong phú tại Art Innes được đánh giá là không hề kém cạnh so với các bảo tàng tranh 3D nổi tiếng khác trên thế giới. Các tác phẩm được thực hiện chủ yếu từ sơn mài, được vẽ trực tiếp trên mặt tường và được thiết kế ở một độ cao hợp lý, sẽ mang đến cho du khách cảm giác bị đánh lừa thị giác. Với tổng diện tích hơn 4.000m², khu triển lãm Art Innes bao gồm 9 chủ đề riêng biệt, bao gồm Việt Nam, Đại Dương, Rừng Rậm, Danh Họa, Ai Cập, Thần Tiên, Khổng Lồ, Tình Yêu. Đặc biệt nhất ở đây là khu vực Việt Nam được đặt tại trung tâm, với các địa danh quen thuộc gắn liền với đất nước con người Việt Nam. Art Innes hứa hẹn sẽ là một địa điểm giải trí, tham quan mới lạ và dành cho tất cả mọi người, là nơi để các bạn có thể giải tỏa mọi căng thẳng sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi. Các bạn có thể di chuyển bằng taxi hoặc xe máy từ trung tâm thành phố đi về hướng cầu Ông Lãnh, rẽ phải vào đường Hoàng Diệu, tiếp tục rẽ trái tại ngã tư giao với đường Khánh Hội qua cầu Kinh Tẻ. Đến ngã tư Nguyễn Thị Thập Nguyễn Hữu Thọ, rẽ phải và đi đến đường số 9 gần chân cầu Him Lam. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!